quyết không, tôi tưởng đâu là vô đi ăn, ai ngờ đi vô vô cái cầu anh sao, có cầu con mẹ ai đâu chờ, phải hỏi người ta đi, đi bộ vô cái cầu phải hỏi người ta đi, tự nhiên lôi vô. Trời ơi, 70 tuổi rồi mà đi cái kiểu này về. Sao cô nói sao, sáng giờ cô đi cảm nhận sao? Trời ơi, nhức cái chân muốn gần chết luôn. Dạ. Dạ. Giờ cái áo này sao cởi ra, áo lạnh trong sao cởi ra. Chứ còn đỡ đâu có nào. Trời ơi, đi Hàn Quốc Canada. Người đàn bà mặc 4 cái áo trong khi thời tiết 40 độ C. Vậy ở trong á, mình cái áo trong á là cái áo lạnh nó mới ghê chứ. Sao cỡ nhà áo trong cái áo lạnh nè. Nó lạnh lắm thì bận ở trong cái áo lạnh rồi ra ngoài cái áo thường. Tội nghiệp má quá, 4 cái áo trong người ha má. Trời ơi, nó nóng má ơi, bây giờ nó nóng mà. Nóng rồi, bởi vậy, sao khỏi được cái áo trong lạnh ra trong gì sao cởi ra được. Trời ơi, mình đi. Trung tâm thương mại có những cái tòa tháp rất là cao lớn tại Malaysia. Đó, em có thể quay cho cả nhà coi. Đó là một cái tòa tháp này nó cũng giống như bên Việt Nam mình có giống như cái tòa nhà Landmark vậy đó cả nhà. Nhưng mà ở đây rất là đẹp và rất là xịn hơn nha. Hello. 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 Yeah. Malaysia. Malaysia. Vietnam. Vietnam. Yeah. Vietnam. Vietnam. This. Myanmar. Yeah. Đây là các bạn trẻ, các bạn trẻ đang bán những cái hành trình camera nè mà mọi người rất là vui nha. Đây là một trong những cái tòa tháp cao nhất của Malaysia đó nghe cả nhà. Hello. Đây là người Malay Thị Điển. Yeah yeah. Ai mình còn lên trên kia mua đồ trên kia. Trên cái kia là mỗi khu trung tâm để cho mình tập hợp lại mình mua nó dễ hơn. Ở đây vô là sẽ bị lạc. Tại đây nó rất là nhiều cửa. Ở đây mình cho chụp hình thôi. Rồi mình qua. Đây, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở một cái tòa nhà cao ốc rất là cao, thiệt là cao. Đây. Đây mới mua một cái camera hành trình nè. Đẹp ha. Đấy. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Tại Malaysia. Rất là nhiều cao ốc, tòa nhà cao tầng. Đi vô trung tâm mua sắm cái điều đi ra má ơi. Ở đâu bán? Đóng hả? Nó có cái cầm này là cái này không? Wow. Delivery so camera. Chụp. Don't take bed you. Okay. You lah, it's okay. Hot to shut the hand. Đây vô tòa nhà. Đây là một trong những tòa nhà cao nhất của Malaysia này cả nhà. Đó. 452 mét. Dạ đúng rồi. Đây là đường phố về đêm của Malaysia cả nhà ơi. Ok. Giáo của đất nước Malaysia và
Nói chung là mình đi mình cũng khám phá, mình cũng mở mang được một số kiến thức trong đầu mình khi mình thấy đất nước của bạn tại tại đây. Và cái cảm nhận của Nhật thì Nhật cũng sẽ cố gắng, như Nhật nói là cố gắng mình để trao dồi kiến thức và mình để mình có một cái nền tảng tốt để mình dễ dàng đi du lịch. Đây là một trong những cây cầu ánh sao đèn màu sắc của Malaysia nè cả nhà. Thì và phía dưới đây là những cái ngôi mộ của những người Hồi giáo. Không, quên chia sẻ vụ này vui nè. Hồi sáng á là má mặc 4 cái áo mà ngồi trên xe. Rồi cuối cùng sao nóng hả? Dạ đúng rồi cô, hồi sáng á má con mặc 4 cái áo là đó cô. Dạ 4 cái áo ngồi trên xe 8 tiếng. Rồi sáng giờ hai người thấy sao rồi? Hai người nè, cô với lại chị nè, thấy sao? Hả? Vậy hả? Vô cái cầu ánh sao mà có cái cầu mẹ hay đâu, chờ phải hỏi người ta đi. Đi bộ vô cái cầu phải hỏi người ta đi. Tự nhiên lôi vô. Câu này là ăn khách đó nha. Bây giờ trong người còn mấy cái áo rồi má? Rồi sẽ cho mẹ mày coi đó, đây nè, đi chung với Nhật nè. Thủy ơi, đi chung với Nhật nè. Cho tôi vô là chỗ cho nó coi mua đồ cho đỡ nóng lên. Nó không đủ lộ trình không chịu. Phải không em? Em trẻ thì em đi được, chơi con già quá không đi. Trời ơi, 70 tuổi rồi mà đi cái kiểu này chắc về chết luôn đi. Sao cô nói sao? Sáng giờ cô đi cảm nhận sao? Trời ơi, nhức cái chân muốn gần chết luôn. Dạ. Yeah. Trời lỗi tập thể dục khỏe chết hả? Hết bệnh đấy ha. Lỗi tập thể dục hết bệnh luôn á. Có một số người ở đây á, người ta hy sinh vì tương lai mai sau. Còn có một số người là vì công việc, người ta muốn trải nghiệm cái đất nước bạn. Dạ. Giờ cái áo này sao cởi ra, áo lạnh đông sao cởi ra. Chứ còn gió đâu có nào. Người đàn bà mặc 4 cái áo trong khi thời tiết 40 độ C. Vậy ở trong mình cái áo trong là cái áo lạnh nó mới ghê chứ. Sao cởi ra áo trong áo lạnh nè. Nó lạnh lắm mày bật ở trong cái áo lạnh rồi ra ngoài cái áo thường. Tội nghiệp má quá, 4 cái áo trong người hay má. Trời ơi nó nóng má ơi, bây giờ nó nóng mà. Nóng rồi bởi vậy cho số cho nó mát. Sao cởi được cái áo trong lạnh ra trong gì sao cởi ra được. Trời ơi quánh đi sao đây mà. Bốn cái tại cái chân bảo mới mổ. Nó bị vậy. Cái nó nóng bồ nóng. Tại cái chân mới mổ cho nên là ốc dính nó còn trong kia. Dạ. Ừ chân mới mổ mà. Trời nó cứ nằm một chỗ 3 tháng trời đó. Thôi bữa nay đi đi làm sao đó. Đó, bây giờ là sau khi đi tham quan cầu bảy sắc cầu vồng rồi, bây giờ trở về không biết là cầu đó cầu gì luôn. Cầu ánh sao quận 7. Cầu ánh sao là quận 7. Cầu ánh sao là chỉ có quận 7 thôi. Dạ. Đúng rồi. Còn Cần Thơ có Ninh Kiều rồi. Đúng rồi. Cái sân. Minh, tao nói má tao là tao chơi chung với mày rất là lâu rồi nên tao tin tưởng lắm, đi chơi rất là vui. Bây giờ má tao đi lợ bộ nhiều quá, má tao bị tăng xong, chú xém bị tăng xong. Dạ.
đi bộ luôn hả? Hết rồi về đã xuống đi bộ, có mẹ đâu vui đâu. Có cái gì đâu vui trời. Thấy đi, tôi có gì đâu vui đâu. Má kêu tao là đi Sài Gòn tôi ghét mà tao không đi, vì mày tao đi chung cho vui á. Ừ. Đây là một trong những khách hàng thân thiết của Sài Gòn tôi ghét. Tới bên đây mà đi lên cầu nó sao, nó xa cỡ nào. Đây, đây là cái không gian của những người khách tại địa phương. Bây giờ chở ngược lại cho chỗ nãy mình trả xuống. Hồi nãy biết gì nãy giờ mình vô nó một vòng rồi được rồi đó. Đúng không? Con má vô đó một vòng rồi ra nãy giờ qua mọi người qua bên đường. Nó nói mình là bên đây đi bộ qua bên đó cầu bên sau đó có mấy cô nào là lớn tuổi thì nói đi. Con nếu nói thì thôi. Cô lúc đó là đi chung với nó lên, đi lên xong đàng hoàng rồi á, thì cô đi vô cái chỗ mà nó qua biểu mình để đồ vô check in, rồi xong rồi cô đi thẳng luôn, cô lại nhớ con đường thẳng ra thế nào cũng gặp được con, đi hoài. Nhưng mà biết sao không? Em nói là tại sao cái lúc mà em đang quay hình mọi người á, thì nghe cô cái tiếng cô thì thào ở phía sau, rồi cái đi qua cái cổng an ninh để mà xét đồ á, thì đi qua đó cái mình đứng mình đợi cái bên tất cả những cái bạn đó security gì đó không có cho mình đứng đó, xong khi mình đi luôn rồi xong á là mình đi kiếm cái đầu đỏ, cái đầu mũi nóng đỏ hoài trời ơi. Sau khi ăn tối xong rồi thì bây giờ em chở lên khách sạn tiếp tục để nhận phòng nha mọi người. Đây là khách sạn mà chúng em ở nè, ở Malaysia nha. Giờ mình đi vào bên trong. Hey. Có mình coi sách gì nhất nè, chưa? Đây, khách sạn Malaysia. Rồi sáng giờ mọi người cảm nhận sao nè, sau khi ăn uống no say rồi. Em đang ở cái khu vực chỗ khách sạn này cả nhà. Thì có mấy anh này là mấy anh bảo vệ ở Tsukasa. Yeah. Bây giờ tụi em nhận phòng. Bên đây là quầy lễ tân. Bên đây là quầy lễ tân nha. Cháu trai bao nhiêu tuổi con bé này, nó mới 19 hả gì ạ? Nhưng mà trẻ nha. Cháu trai không ngoài má. Con gái. Bé gái Phương. Nhà cô bây giờ. Nhà ơi, tụi em. Bị kẹt con thang máy rồi. Trời, cái mặt đỏ chưa luôn mặt đỏ chưa. Chị liệu nó không chịu nghe thôi đó. Đã đi bên kia được rồi. Chị này kỳ cục quá. Đi bên kia thì kia qua đây. Đi bên kia được, nhảy qua đây. Nó vừa mệt trong người. Bà nó vừa bực bội mà nghe má Dung nói chuyện mắc cười. Rồi tới đường rồi. Dạ. Về nhớ coi cái hình ảnh này của bà nha, bà sau lưng kìa nha. Khách sạn 4 sao. Khang nha. Hồi nãy là Khang đang ngon rồi, Khang sạch sẽ nha.
Đây khách sạn cho Nhật ở. Đây là khách sạn phải không á? 305 303 304 303 đây là Vy. Đi ngoài vậy bà. Ủa, em tuổi em 305. Không, anh 305. Sạn mình mới vừa dặn phòng xong nè cả nhà. Khách sạn 4 sao nó có khác nha. Toilet rất là rộng rãi luôn. Đây, mình bước vô trong phòng. Đó. Nó cũng giống y chang vậy, nó cũng sắp mình mỗi ngưỡng giường ok quá trời luôn cả nhà ơi. Có tivi rồi luôn, kệ luôn. Đây là đường phố về đêm của Singapore cả nhà ơi. Ủa, Malaysia, xin lỗi. Qua giờ em cứ đi có một cái bùa, có cái Singapore mà em nhớ hoài Singapore. Đúng rồi, Singapore đẹp. Mà con dặn con nó lúc mà nó xuống nó không nói mình là nó đi hai điểm đâu. Thấy không? Tự nhiên lùa mà đi vậy. Bực là bực cái đó. What's your name? Mình cũng đuối đúng rồi. Quá đuối. Blessing. Yeah. Wow luôn. Lúc mà đi cũng mới Việt Nam. Cái tour nó rẻ quá đi. Mình đi thôi kệ, mình đi trải nghiệm thôi chứ biết là nó không có như ý mình đâu. Mình nghĩ không biết là mình sẽ là dấn ở nhà. Đây. Cô. Đường phố về đêm. Nhà cô rồi. Bây giờ là mình hiện tại bên hiện tại là bên Malaysia là 11 giờ 30 phút. Ờ. 1 giờ 30 phút mà mình đi tới Chinatown nghe cả nhà của Malaysia. Để xem là coi ở đó có bán cái gì không, mình mua được thì mình mua mang về Việt Nam làm quà. Yeah. Ý kiến này nó hơi bị dơ quá. Giống gì nè, mình đi tự do thoải mái vậy nè, muốn đi đâu cái bắt xe mình đi, không quay khách sạn mình nghỉ. Mình có cái mục đích nhỏ này. Ờ. À, đó. Có đi giống như mình không có đi mấy cái đường đi. Đúng rồi. Ví dụ như mình đi mình muốn qua bãi mình mua gì phải không? Mình dành tiền, ví dụ mình đi bữa trước bữa sau mình về có 2 ngày thôi, nó không mất thời gian của mình. Mình bay qua đây đó thì mình mướn khách sạn mà mình mấy đứa lên mạng là nó mướn khách sạn gần gần á, rẻ lắm, chừng một phòng nó chừng nhiều lắm, chừng 1 triệu, 2 à, Việt Nam mình à. Tại vì giờ nó cũng giảm giá lắm, dịch rồi nó cũng giảm lắm. Rồi bắt đầu mình biết cái chợ nào mình bắt lấy xe mình đi đến nơi mua rồi xong ngày mai đầy đủ đàng hoàng. Công nhận. Ở đây bà chạy bà gành cái đường rồi, hay sao á. Cho nên là cái đường họ chạy rất là nhanh luôn. Về giờ nào mình mất vé máy bay mình về khỏe lắm còn. Con bán đường phố Singapore về đêm. Chuẩn bị tới trung tâm Chinatown của Singapore nha, ở Malaysia như cả nhà. Chalachan. Chắc là từ chỗ mình ở đây chắc cũng khoảng 3 cây 4 cây không ta, chắc vậy. Đi á. Có 10 đồng hả? 10 đồng. Từ từ đi ra xe. Đúng rồi. Rồi, chúng tôi đã chuẩn bị 2 phút nữa tới Chinatown. Rồi tới luôn rồi. Này 10 đồng nè quay. Thank you.
Thank you. I work for you 5 stars. Okay, thank you. Bye. Đây, chúng tôi đi taxi đã đến đây rồi. Đây là cái tên gì không biết luôn nè. Thailand Bedlin gì nè. Ủa nó chợ sắp đóng cửa rồi. Hello. Tại vì bây giờ tại vì Nhật cùng với lại mấy đứa bà má với đứa em đi đến đây, đi taxi đến đây để tham quan một khu chợ và mua chút xíu đồ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, bây giờ không biết ở đây đóng cửa hay sao rồi, không biết nữa. Ở đây nó để đâu có để Chinatown đâu. Đây là một cửa hàng bán đồ ban đêm. Hình như là giờ này đóng cửa hả? Hả? Nghe đóng cửa nè. Đó, mình đi dạo dưới đi, lát mình bắt Grab sao? Dưới còn mấy cửa hàng kìa. Đây, đường phố Malaysia vào buổi tối. Kitter Hotel nè. Ở đây cũng có người quét rác nữa nè. Cũng có người ăn buổi tối nữa nè. Những quán ăn về đêm của Malaysia. Ủa, hình như đường bên đó nó còn mở nhiều phải không ta? À. Dưới đây nè, đi đây nè. Kệ đi. Có chị đó giải phóng cho cô để cô có tinh thần đi. Mình mới dọn nè. Đây, bán vàng nè. Chuẩn bị dẹp luôn rồi. Mới dẹp luôn. Ở đây người ta mới nghỉ luôn rồi nè. Bức tranh, bán tranh. Cho thử 24 giờ này bán gì khác với em mình không? Miếng mì chiên thôi à. Đây, Nhật mua cái này bao nhiêu tiền nè mọi người? Ôi trời ơi, thank you. Tôi đem này về Việt Nam, tôi không biết tôi xài gì nên lát tôi ra ngoài kia tôi mua cho rồi đi. Em cái đồng đô này biết về, ôi cái đồng này nè. Nhìn nó cũng đẹp không? Dạ, nhưng mà không có xài đâu, cái này thì ok, còn mà giữ kỷ niệm. Mấy cái đồng tiền của mình. Xin chào tất cả mọi người thân mến. Phía sau lưng của Nhật là chữ Malaysia, chỉ đọc chữ đó thôi, còn ngoài mấy chữ kia Nhật không biết đọc. Đây là hai thành viên vừa mới kết nạp vô vlog của tôi, đó chính là Mỹ Phương và đây là tên gì, Phương Thị đó. Còn đây người đẹp đến từ quận 8 Hồ Chí Minh City.
Thật ra là chia sẻ với mọi người, đáng lẽ là chúng tôi đang đi vào một cái khu chợ đêm Chinatown, nhưng mà tình hình là chai với thao không có. Và giờ này là 12 giờ đêm, cho nên là phố đèn đỏ thì có cô gái áo đỏ đó. Đây, tại vì buồn quá giờ mấy đồng không khí cho nó vui chút xíu. Đây, vắng tanh luôn cả nhà ơi, đường phố 12 giờ đêm bên Malaysia nó cũng vắng. 12 giờ đêm tại Malaysia nha cả nhà. Ngồi suốt luôn. Má ơi, cái nhìn mấy cái nhà này nó giống như cái nhà của thời Pháp không má? Ừ. Ha. Không nhìn giống như mấy cái nhà của thời Pháp á chị. Nhà nào? Vô, đi vô, nó vô. Đó. Đây giống như là một cái chỗ cái gì vậy ta? Tidbits and Re. Đây là người, chắc người Thái Lan nè, mấy người này nè. Đây mình đi xe, đi taxi đây nha. Phương, em hỏi bà, anh này là người Trung hay là người người Mã Lai? Anh là người Trung Quốc phải không? Chen Yuwei. Hello. Là người Trung Quốc hả? Mia. You talk to Mia. Yeah, yeah, yeah. No, I'm Malaysia Chinese. Bởi vì nhìn cái ghế nét nó giống giống người Trung Quốc. Ban nhạc đường phố tại Malaysia này cả nhà. Ở đâu cũng phải đi làm, ở đâu cũng phải mưu sinh. Nhưng mỗi nơi cái giá trị kinh tế nó khác nhau. À, mình đi nhìn cái ngày bữa này, ngày mai cái lễ lớn của nó nữa. Giống đèn giống như bên mình vậy. Hello. Họ dễ thương quá ha. Chắc là họ nhìn mình biết, họ biết mình người nước ngoài. Giống như bên mình vậy, vừa có lễ cái nó cao, nó treo này. Ê, mình cũng hãnh diện với mọi người ha má, hay chị. Em bé Phương mình cũng hãnh diện là mình người nước ngoài. Quá quá đường. Cái gì đó, à đúng rồi đó, mình cũng hãnh diện đây chợ đêm nè, mình cũng hãnh diện mình là người nước ngoài chứ, mà nước nào Việt Nam nghèo. Với nhiêu con 6 đồng trả cho nó